Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện. Người tìm xác tác giả, Lạc Lâm Lan, chương 1206. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đinh Nhất say. Lúc ấy nếu không phải tôi dùng toàn bộ sức lực từ thời còn bú mẹ đỡ lấy anh ta, tôi thật sự muốn mở điện thoại ra để quay lại màn đá phá trời này của anh ta. Sự thật chứng minh, tính cách sau khi uống rượu của Đinh Nhất tốt hơn nhiều so với tôi. Tôi cứ tưởng rằng người vốn kiệm lời như anh ta khi say sẽ nói nhiều, nhưng kết quả lại làm tôi phải thất vọng. Anh ta còn ít nói hơn so với bình thường, gần như là không nói gì. Tuy Đinh Nhất không say đến nỗi không bước đi nổi, nhưng anh ta giống như đang cố tình giữ hết toàn bộ trọng lượng cơ thể vào tôi vậy. Tôi đỡ anh ta lão đảo đến vệ đường đón xe, may là cuối cùng cũng nhét được anh ta vào một chiếc taxi. Sau khi về đến nhà, tôi tức giận quản anh ta lên salon, sau đó mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh. Nếu không nể tình trước kia, mỗi lần tôi say đều do anh ta phục vụ, thì tôi đã ném anh ta lên giường rồi mặc kệ từ lâu rồi. Tôi nhẹ giọng nói bên tai anh ta, "Đinh Nhất, anh có thể nghe thấy tôi nói không?" Đinh Nhất nhắm mắt, nặng nề phun ra hai chữ, "Có thể." Tôi không nhịn được cười, nói, "Đệt, anh đúng là tích chữ như vàng." xem ra sau này anh cũng nên kiên rượu như tôi mới được. Đinh Nhất nghe thể thì hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dài chết. Lúc này tôi đột nhiên nảy sinh ý xấu muốn trêu anh ta, tôi nằm sắp bên tai anh ta và nhỏ giọng hỏi, Đinh Nhất, bạn gái mối tình đầu của anh là ai? Không có, Đinh Nhất nỉ non. Lúc ấy tôi thật hoài nghi không biết anh ta có hiểu tôi hỏi gì không, thế là tôi tiếp tục chơi trò rượu vào nói thật, muốn moi ra từ miệng anh ta một chút lịch sử đen tối mà tôi không biết mấy tuổi thì anh không đái dầm nữa không biết tôi suýt không nhịn được cười vậy bạn thân nhất của anh là ai tôi tràn đầy tự tin rằng anh ta nhất định sẽ nói tên mình nhưng ai ngờ anh ta im lặng một lúc rồi đột nhiên nói tôi không có bạn bè tôi nghe vậy thì thấy trong lòng không thoải mái cái gì gọi là không có bạn bè vậy tôi là ai thế là tôi lại hỏi tiếp vậy có người anh em tốt nào không? Không có. Câu trả lời lạnh bằng lần nữa phát ra từ miệng anh ta, lòng tôi lập tức như bị người ta ném vào tủ lạnh vậy, đông cứng. Chậm một chút, tôi ôm tâm tình khó chịu hỏi một vấn đề cuối cùng, vậy trong cuộc sống của anh có người nào là quan trọng nhất không? Ví dụ như sư phụ của anh chẳng hạn. Nghe câu hỏi này của tôi, Đinh Nhất chợt ngồi dậy từ xa lông, đôi mắt đen như mực đảo xung quanh một vòng, Cuối cùng anh ta chậm rãi giơ tay chỉ vào mũi tôi và nói, cậu. Anh ta gục xuống xa lông ngủ tiếp, còn lại tôi ngồi đó trợn tròn mắt há hốc mồm. Con ma men này có ý gì vậy? Người quan trọng nhất là tôi. Nhưng tôi ở trong lòng anh ta chẳng dính dáng gì đến bạn bè, anh em hay người yêu gì cả. Làm sao lại có loại trả lời như thế này? Vậy rốt cuộc trong lòng anh ta, tối ở vị trí nào? Đêm hôm ấy, Vấn đề này cứ quấy rầy tôi mãi. Nói thật, biết Đinh Nhất lâu nay, tôi thật lòng xem anh ta là bạn thân, là người anh em tốt nhất. Nhưng hôm nay nghe anh ta say rượu phun ra lời nói thật. Trong lòng tôi thất thời có muôn vàng cảm xúc. Suy nghĩ về những chuyện chúng tôi đã cùng trải qua, nói không khoa trương, ở thời điểm nguy hiểm nhất, Đinh Nhất luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của tôi. Chúng tôi thậm chí có thể chết vì đối phương tôi luôn cho rằng tình nghĩa giữa hai chúng tôi được ngầm hiểu lẫn nhau chỉ cần một ánh mắt là đinh nhất có thể liều mạng phối hợp ăn ý với tôi nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua đây là vì cái gì bởi vì tôi cảm thấy trong lòng mình đinh nhất chính là anh em sống chết có nhau từ lúc quen biết anh ta đến giờ giữa chúng tôi vẫn luôn cho đối phương cảm giác như thế nhưng vừa rồi nghe anh ta nói ở trong lòng anh ta không có người yêu không có bạn bè cũng chẳng có anh em Vậy anh ta coi tôi là cái gì? Chắc không phải là chị em tốt đấy chứ. Có phải tình nghĩ giữa chúng tôi bấy lâu nay đều do một mình tôi tự biên tự diễn ra? Một đêm không chợp mắt, tôi xoa đôi mắt thăm quần ngồi dậy, trải qua một đêm suy nghĩ miên man, tôi vẫn không rõ Đinh Nhất nghĩ gì trong lòng. Tôi thấy Đinh Nhất vẫn ngủ trên ghế salon, tư thế không hề thay đổi. Tôi vội vàng đi qua kiểm tra thì phát hiện chân mày của anh ta nhíu chặt lại. Không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Má, không phải là bị ngộ độc cồn đấy chứ. Tôi sợ hãi, vội vàng gọi anh ta. Đinh nhất, anh thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Nhưng tên này không có chút phản ứng nào. Tôi luống cuốn chân tay, vội vàng đẩy anh ta một cái. Nhưng ngoài việc vẫn hô hấp đều đều thì anh ta không còn phản ứng nào khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi cho chú Lê. Tiếc thay cái lão thầy bói này đang ra ngoài làm việc. Chú ấy hỏi qua tình hình của Đinh Nhất, sau đó bảo tôi trước tiên không cần lo lắng, hẳn là anh ta vẫn chưa giả rượu thôi. Suy nghĩ lại mới nhớ, thật không biết hôm qua Đinh Nhất đã giúp tôi cản bao nhiêu rượu, cả rượu đỏ, rượu trắng rồi bia, không biết có bị ngộ độc rượu không nữa. Ngay lúc tôi đang do dự có nên gọi 120 hay không thì đột nhiên tôi nghĩ đến cái cô Ngô Ani kia không phải học y sao. Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho cô ấy thật may là con bé này mặc dù bình thường rất cao ngạo lạnh lùng nhưng khi vừa nghe tôi nói có bệnh nhân cần giúp đỡ là cô ấy không nhiều lời hỏi địa chỉ rồi chạy tới vì trong điện thoại tôi đã nói cho cô ấy biết đinh nhất tối hôm qua uống rất nhiều vì vậy cô ấy đem một ít thuốc đông y tới sau đó làm cho đinh nhất một bát thuốc giải rượu sau khi nấu xong tôi với ngô an ni dốc hết sức lực cũng không cho đinh nhất uống được cái tên đinh nhất đáng chết này làm thế nào cũng không chịu há mồm Cuối cùng Ngô An Ni thấy cứ tiếp tục thế này thì không được, bèn lạnh lùng nói, nếu không cho anh ấy uống được, thì chỉ còn cách đưa đi viện truyền nước, nếu để lâu quá sẽ nguy hiểm. Ai ngờ ngay lúc chúng tôi đang định chuẩn bị đưa con ma men này đến bệnh viện thì anh ta đột nhiên động mí mắt, sau đó tỉnh lại. Nhưng lúc này Đinh Nhất chưa tỉnh rượu hoàn toàn, ánh mắt anh ta vẫn hơi mê man. Tôi vội vàng bê thuốc giải rượu tới, tổ tông của tôi ơi, ngài uống một hộp giúp tôi đi. Đinh Nhất nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn bát thuốc đen xì trong tay tôi, sau đó đưa tay nhận lấy uống một hơi. Tôi thấy Đinh Nhất cuối cùng cũng đã uống thuốc giải rượu, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết có phải thuốc giải rượu này khó uống hay không, mà sau khi uống xong, mặt Đinh Nhất lập tức làm ra biểu cảm muốn ói. Chương 1207 Tôi thấy vất vả lắm mới cho anh ta uống thuốc giải rượu được, không thể để anh ta phun ra. Thế là tôi vỗ lưng vuốt ngực, giúp anh ta nuốt xuống. Tôi nhìn vẻ mặt say rượu của Đinh Nhất và hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Anh ta lắc đầu, đầu choáng váng. Tôi khẽ cười, là một tiền bối có thâm niên từng say rượu, tôi có thể nói cho anh biết, đây là phản ứng bình thường sau khi say. Tôi vẫn chưa nói cho Đinh Nhật biết những lời anh ta nói khi say rượu hôm đó, tuy tôi không biết mình là gì trong lòng anh ta. Nhưng không bởi vì vậy mà có thể xóa bỏ toàn bộ những thời gian chúng tôi cùng vào sinh ra tự với nhau theo như lời nói của cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ kim phu nhân thì đinh nhất vốn là người mất đi một phách nên trên phương diện tình cảm có chỗ thiếu khuyết so với người bình thường vì thế tôi cần gì phải để trong lòng chuyện đinh nhất coi tôi là gì tôi thấy sau khi uống bát thuốc giải rượu trạng thái của đinh nhất đã bắt đầu tốt lên tôi liền vội vàng gọi điện thoại đặt ba phần bữa sáng bên ngoài về dù gì ngô an ni cũng chạy tới đây từ lúc sáng sớm chắc chắn cô ấy cũng chưa ăn sáng nhưng hình như đinh nhật không muốn ăn gì cả anh ta ăn được một miếng hoành thánh rồi không ăn tiếp nữa ngược lại con bé ngô an ni không khách sáo ăn sạch một bát hoành thánh tôi nhìn đồng hồ cũng khó trách giờ cũng sắp đến trưa rồi chắc cô ấy cũng sắp chết đói tuy tôi có lòng muốn giữ con bé này lại ăn trưa nhưng lại sợ cô ấy từ chối đang do dự thì tôi thấy cô ấy đeo túi lên chuẩn bị đi về trong tình thế cấp bách Tôi nói luôn, em phải đi bây giờ à. Nhở một lát nữa Đinh Nhất lại thấy không thoải mái thì phải làm thế nào. Em là một bác sĩ dự bị thì phải ở lại quan sát bệnh nhân thêm chút nữa chứ. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Ngô An Ni hơi khó coi, cô ấy câu mày trừng mắt lườm tôi. Ngay tại lúc tôi nghĩ cô ấy sẽ trở mặt đi ngay, thì cô ấy lại ném cái túi đeo trên lưng xuống và nói, được rồi, vậy tôi đợi thêm 2 giờ, vì buổi chiều tôi còn có giờ học. Tôi nghe vậy thì vui mừng lắm, vậy em muốn ăn cái gì không? Tôi đi ra ngoài mua. Ngô An Ni sầm mặt, nói, cảm ơn, không cần, tới bây giờ chỉ cần trông coi bệnh nhân của tôi là được rồi. Chắc Đinh Nhất cũng đoán được tâm tư của tôi, bèn ho nhẹ hai tiếng rồi nói, là một bệnh nhân cần được chăm sóc, có phải cậu nên quan tâm xem trưa nay tôi muốn ăn gì không? Tôi đỏ mặt, vậy tôi làm món sở trường mì gói cho anh nhé cậu đúng là không có lương tâm thật đấy nhỉ lúc trước cậu uống say tôi bao giờ cũng hầu hạ cậu cơm nước đàng hoàng đinh nhất oán trách lúc này tôi mới nhớ ra hình như từ đêm qua đến giờ đinh nhất vẫn chưa ăn gì tôi đành chấp nhận đi vào phòng bếp lấy nồi chuẩn bị nấu cho anh ta một ít cháo trắng nói thật kỹ thuật nấu ăn của tôi không bằng đinh nhất ngoài món mì gói tôi chỉ biết nấu thêm cháo trắng thôi bởi vì tôi nhớ khi còn bé chỉ cần tôi ốm là miệng lại nhạt nhẽo, mẹ sẽ nấu cho tôi một bát cháo đặc, sau đó cắt thêm cho tôi mấy miếng thịt hộp. Mùi vị đó ngon biết bao. Từ khi bố mẹ không còn nữa, tôi không được ăn món cháo trắng với thịt hộp nữa. Nếu không phải hôm nay đinh nhất lần đầu sinh bệnh, tôi cũng không nhớ tới làm món này. Trong hai giờ Ngô An Ni ở lại, tôi dùng nửa giờ để nấu cháo trong bếp. Sau khi làm xong, tuy tôi không chắc cô ấy có ăn không nhưng tôi vẫn lấy cho cô ấy một bát có lẽ đến ngay cả đinh nhất cũng không ngờ tôi lại thật sự vào bếp nấu cháo trắng nên anh ta giật mình nói có phải cậu vừa lẻn ra ngoài mua đúng không chó má đây là ông trương tối đây đặc biệt nấu cho bệnh nhân đấy được không lúc còn bé mỗi lần bị bệnh tôi đều không muốn ăn cơm nhưng chỉ cần mẹ tôi nấu cháo trắng ăn với thịt hộp là tôi sẽ ăn rất ngon miệng chẳng qua là không biết tôi nấu có giống với vị mẹ tôi từng làm không thôi Tôi càng nói, giọng càng nhỏ đi, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, bê bác cháu ngồi xuống. Đương nhiên Ngô Anh Ni không thể biết vì sao tôi đột nhiên lại tâm trạng như thế, cho nên tôi cũng không mong chờ cô ấy sẽ nói những lời an ủi tôi. Còn Đinh Nhất dù biết, nhưng tin tôi đi, cách thức an ủi của anh ta chẳng khác gì không an ủi cả. Nhưng tôi không ngờ người lên tiếng trước lại là Ngô An Ni, cô ấy vừa húp cháo vừa nói, mùi vị không tệ không ngờ tên thầy bói nhỏ như anh lại còn có tay nghề như vậy. Nhưng tôi không nghe ra là cô ấy đang khen mình nấu cháo ngon, ngược lại trọng tâm đặt ở ba chữ thầy bói nhỏ. Tôi nói đại tiểu thư ngô này, cô và tôi không quen, dựa vào cái gì mà cô gọi tôi là thầy bói nhỏ. Tôi không phục. Ai ngờ ngô anh đi hừ lạnh, đừng tưởng lần trước tôi không biết anh đến khu thắng cảnh Thanh Long làm gì, chắc chắn là làm mấy việc mê tín dị đoan, nhưng mà làm hỏng việc nên mới khiến mình bị thương mới vừa rồi tôi còn chìm đắm trong sự ưu tư của việc nhớ thương mẹ kết quả bị câu nói của ngô an ni làm cho tức giận nhất thời quên mất cả thương cảm tôi bực mình nói cô 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 đúng là tuổi trẻ dốt nát đinh nhất ở bên cạnh không ngờ tôi lại nói một câu như vậy thì bật cười được rồi cháu này cậu nâu đúng là không tệ tôi ăn xong dạ dày rất thoải mái vốn tôi còn muốn lý luận mấy câu với ngô an ni nhưng nghe đinh nhất nói vậy trong lòng tôi thấy thoải mái hơn một chút thế mà không ngờ con bé kia đột nhiên đứng dậy cầm túi lên rồi đi còn chẳng chào tôi lấy một tiếng tôi cảm thấy trong lòng nổi lên cơn giận dữ không lý do những thiện cảm khó hiểu trước đó với cô ấy đều bị quăng đến bất băng dương thật không biết con bé này có tính khí như ăn phải thuốc súng ấy làm sao mà sống được đến bây giờ nhỉ ngoài miệng tôi nói với vẻ tức giận may cô ta là con gái nếu không thể nào tôi cũng phải đánh cho một trận. Đinh Nhất vỗ vai tôi và nói, tôi thấy hay là thôi đi, cậu không xử lý được cô gái này đâu. Tôi như bị nói trúng tim đen, vội ngẩng đầu thanh minh, ai muốn xử lý cô ta chứ? Cho tôi 5 triệu tôi cũng chẳng thèm làm. Đinh Nhất thở dài, nói, cậu xong rồi, không phải là cậu thích cô ấy rồi đấy chứ? Tôi thấy hay là tối nay đến gặp sư phụ để thầy mở cho cậu một quẻ đi. Xem có phải gần đây sao hồng loan của cậu sáng không? Tối nghe mà lòng phiền não, nghĩ thầm mình làm sao vậy? Mình đã từng thấy rất nhiều người đẹp, mấy cô mặt sáng Giáng sinh còn thấy cả nắm. Tại sao tôi lại có cảm giác với cái con bé chưa tới mét sau này? Chương 1208 Buổi tối, tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê. Chú ấy biết trước là buổi tối chúng tôi sẽ đến nên đã nấu sẵn canh gà lộc nhung đại bổ cho tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy một lớp ván mỡ gà trên canh, trong lòng tôi hơi bài xích. Nhưng nghĩ đến chuyện chú Lê đã bỏ ra mấy giờ mới làm được, tôi lại không dám không uống. Cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là đưa cô ra, nhằm mắt nhằm mũi uống. Chú Lê thấy tôi uống như vậy thì trừng mắt với tôi và nói, cái đô vô ơn này, khó uống như thế cơ à. Lộc Nhung là đồ tốt đấy, vừa bổ máu, vừa bổ thận. Tôi nghe xong vội vàng sờ lỗ mũi của mình, sẽ không bổ tới mức chảy máu mũi chứ ạ. À làm sao có thể? Chú cho vào đâu có nhiều, chỉ vừa đủ thôi. Được rồi, có nói cháu cũng không hiểu, chỉ cần cháu nghe lời, cho cháu uống gì thì cháu uống cái đó là được. Như vậy mới có thể bù lại lượng máu đã mất. Chú Lê lên mặt dạy dỗ giống mấy bà gì. Tôi gật đầu như gà mổ thóc, vân vân. Chú nói thế nào thì chính là thế ấy. Chú Lễ nhận lấy cái bát không trong tay tôi, sau đó đột nhiên nhìn tôi rồi nói, ơ này, nhìn tướng cháu đúng là có sao hồng loan đang chiếu thật cháu chờ đó chú bói cho cháu một quẻ thật ra trước đó chú lê đã tính cho tôi rồi chú nói tôi lục thân duyên cạn cô tịch cả đời mệnh ngũ tệ tam quyết chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống sao hồng loan này được nhưng hôm nay chú ấy thấy mặt tôi dường như hơi có thay đổi xem ra số mạng con người cũng chưa chắc không đổi cả một đời thật ra trước nay tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn thành gia lập nghiệp bởi vì tôi thật sự sợ liên lụy con gái nhà người ta cho nên dù gặp được cô gái có điều kiện tốt tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia nhưng không biết bây giờ tại làm sao tôi lại động lòng với con bé ngô an ni chết tiệt kia rồi còn bắt đầu hâm mộ bạch kiện thậm chí buổi tối lúc tôi ngủ không yên suy nghĩ lung tung tôi còn nghĩ nếu thật sự có một ngày như thế tôi sẽ mua thêm một căn hộ nhỏ sau đó sang tên căn nhà hiện tại cho đinh nhất lúc này thấy chú lê lắc mạnh mai rùa trong tay sau đó đổ tất cả đồng tiền bên trong ra nhưng sau đó chú ấy xem quẻ rồi nhìn mặt tôi thật lâu mà không nói gì tôi thấy vậy trong lòng nóng nảy hỏi sao thế ạ à? quẻ của cháu có điểm gì không tốt à chú lê vô cùng nghi hoặc nói quẻ của cháu so với trước đây không có thay đổi gì nhiều cũng không thấy có sao hồng loan chiếu không những thế thời gian tới chỉ sợ cháu có kiếp nạn mà còn là kiếp nạn sinh tử tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú lê tuyệt đối không giống như đang đùa giỡn thế là tôi khẩn trương nói không thể nào chẳng phải vừa rồi chú nói là mặt cháu hình như có dấu hiệu sao hồng loan chiếu sao tại sao nhanh vậy mà đã thay đổi rồi chú tính toán có đúng không vậy chú lễ cầm cái quạt gấp nâng cầm tối lên cẩn thận quan sát gương mặt tôi một lát sau lại thấy chú ấy lắc đầu nói quái lạ nhìn cháu sắc mặt hồng hào ánh mắt có hoa đào, mặt hàm ý xuân, vừa nhìn là biết đang phải lòng ai đó. Những căn cứ vào quẻ bói thì cháu là người phạm có tinh sát, lại là mệnh đồng tử, bác tự thuần âm, định trước là cung phu thê ảm đạm, nhân duyên nông cạn. Tôi thực sự không muốn nghe chú Lê nói thêm nữa, bèn vội vàng ngắt lời chú ấy, được rồi, được rồi, cháu biết rồi, ý chí chính là cháu thuộc mệnh thiên sát cô tinh thế mà lão thầy bói này lại gật đầu nói với tôi cháu biết thì tốt mình cách của cháu chính là như thế còn vì sao gương mặt cháu lại có biến hóa thì e là chỉ có thể hỏi trong lòng cháu có phải gần đây cháu đã phải lòng với ai không đừng trách chú đây không nhắc nhở cháu cung vợ chồng của cháu ảm đạm nhân duyên cạn không có nghĩa là không gặp ai cả nhưng có gặp thì cuối cùng cũng không có kết quả tốt đâu nếu đã như vậy thì thà đừng lãng phí thời gian qua lại từ đầu mặc dù chú lê nói đúng trọng tâm nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi không cam lòng dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường thỉnh thoảng gặp những cặp đôi đi trên đường trong lòng cũng thấy hơi hâm mộ nói thật nếu như bảo trong lòng tôi không có chút mong muốn nào thì là giả trước đó tôi luôn nghĩ số mệnh tôi không tốt cho nên không thể treo họa cho người khác được thật ra đó đều là lừa gạt mình thôi bởi vì tôi căn bản chưa từng gặp được người có thể làm tôi động tâm mặc dù bây giờ tôi đối với ngô an ni cũng không đến mức không phải cô ấy thì không lập gia đình nhưng đúng là tôi có cảm giác thích cô ấy cái ý nghĩ này giống như một đốm lửa nhỏ vậy luôn âm ỉ thiêu đốt trái tim chưa từng nói chuyện yêu đương kia của tôi cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào chú lê thấy tôi có vẻ mặt cô đơn thì an ủi tôi thật ra đàn ông con trai trí ở bốn phương mặc dù người như chúng ta sẽ không có được hạnh phúc giống như những người bình thường khác nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ có đơn đáng thương cả đời cháu còn trẻ ngày tháng sau này còn dài cháu còn rất nhiều thời gian để đi thể nghiệm nhiều thứ tốt đẹp khác ngoài tình yêu tôi nghe cũng cảm thấy chú lê nói có lý nhìn chú ấy thì biết cả đời không có phụ nữ sống một mình không phải rất thoải mái tự tại đây sao thật ra tôi cũng chưa có gì với ngô an Ni dù sao chúng tôi cũng mới gặp mặt có hai lần mà lần nào cô ấy cũng đều trưng mặt lạnh với tôi thế thì có thể có gì được chứ được rồi xoắn xích cái loại chuyện này thì còn chẳng bằng đi kiếm thêm ít tiền nhanh chóng hướng đến cuộc sống phóng túng xa hoa lãng phí mới là con đường đúng đắn chú lê biết chuyện này tôi phải tự mình nghĩ thông mới được vì vậy chú ấy không nói gì nữa mà quay vào trong nhà trong cầm ra một tập tài liệu đưa cho tôi có việc này Chú đã xem qua, không có khó khăn gì nhưng cũng khá béo bở. Tôi có hứng thú ngay, vội nhận tập tài liệu và nói, "Tìm xác ạ." À. Chú Lê lắc đầu, "Không phải, cũng chưa thể nói có khó khăn hay không, ngày mai chúng ta qua đó xem thử, hẳn là có thể giải quyết được." Tôi nghe xong vội mở ra xem, thì ra là một tòa cao ốc mới mở bán gần đây xảy ra chút vấn đề, trong công ty có 15 cô nhân viên môi giới nhà đất thì có 8 người liên tiếp bị thương dẫn đến việc vào ngày tòa cao ốc mở bán thì chẳng còn mấy nhân viên nữa tám người này không phải bị thương cùng một lúc các cô gái này đều bị thương bởi những tình huống không ai ngờ tới mức độ bị thương của tám người này cũng không giống nhau có người bị thương nhẹ nghỉ ngơi ba đến năm ngày là không sao nhưng cũng có người đã bị tàn phế tình huống vô cùng nghiêm trọng nếu chỉ có một vài cô nhân viên bị tai nạn thì có thể coi là chuyện trùng hợp đúng là bình thường nhưng nếu các nhân viên của cùng một tòa nhà liên tiếp bị thương thì đúng là không giải thích được. Chương 1209 Bây giờ đừng nói là những cô nhân viên bị thương không, thể tới làm, ngay cả những cô còn lại cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ theo gót các cô kia. Nếu không phải các cô ấy đã ký hợp đồng thì có lẽ đã từ chức không làm nữa rồi. Hơn nữa, chuyện này lan truyền quá nhanh, cho nên trong thời gian ngắn, Bên mở bán tòa cao ốc này gần như không thể tuyên được nhân viên mới có kinh nghiệm dày đặn, vì dù sao chuyện này cũng đã sớm bị lan truyền trong ngành tôi. Vốn những nhân viên làm nghề này cũng khá mê tín, cho nên các cô gái có kinh nghiệm trong công việc chắc chắn sẽ không tới làm, kiếm tiền ở chỗ nào mà chăng được. Sao phải tới cái nơi nguy hiểm như vậy? Cho nên lần này, ông chủ công ty bất động sản mời chúng tôi tới. Một là muốn tìm nguyên nhân của việc nhân viên liên tiếp bị thương. Hai là hy vọng chúng tôi có thể trấn an những cô nhân viên cả ngày phập phòng lo sợ kia. Nhìn bề ngoài thì chưa thấy việc này có gì quá khó khăn. Tuy cái việc đuổi quỷ bắt ma này không phải sở trường của tôi, nhưng chuyện này đối với chú Lê thì lại là chuyện nhỏ. Tôi đi theo chỉ đơn giản là để tạo thanh thế, làm trợ thủ thôi. Thế là sáng hôm sau, ba người chúng tôi hẹn thời gian rồi đi tới văn phòng bán nhà đất có tên là Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên khi xe của chúng tôi đến trước cổng khu văn phòng thì thấy một biển quảng cáo rất to ở bên ngoài trên ấy viết bích hải lam thiên thư thái tự nhiên cẩm tú gia viên nơi sống của tâm hồn tôi không nhịn được mỉa mai tên cái tòa nhà này dài quá đi lại còn gọi là bích hải lam thiên cẩm tú gia viên nữa thể lúc đi chuyển phát nhanh không hiểu họ điền tên trên tờ đơn kiểu gì nhỉ chú lê khẽ cười cháu thì biết gì chưa biết chừng cái tên này giấu giếm huyền cơ đấy chú nhìn trong tên này có thủy có kim chắc là chủ đầu tư tòa nhà này thiếu thủy thiếu kim nên mới đặt tên vậy để bổ sung tôi nghe ông thầy bói chú lê lại bắt đầu giả vờ hiểu biết cũng chỉ cười mà không nói gì dù sao ở những chuyện như thế này chú ấy nói thế nào thì chính là thế ấy tôi không hiểu gì cả chú lê thấy tôi không để tâm còn cười cười thì trừng mắt với tôi và nói ranh con cháu lại thầm nói xấu chú trong lòng chứ gì tôi cười xấu xa nào có ạ à. chẳng qua cháu chỉ đang cảm khái trong lòng cảm thấy thành tựu về huyền học của chú bây giờ thật sự là thâm sâu không lường được cúc đi chú lê nói mà không tức giận đúng lúc này chúng tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da từ cửa chính của tòa nhà đi ra theo sau lưng ông ta là khoảng sáu bảy người phụ nữ cao gầy người đàn ông trung niên vừa thấy chú lê đã lập tức bước đến ông ta bắt tay chú lê và nói lê đại sự chúng tôi đang chờ ngài mau mau mời vào trong khi chúng tôi vào trong văn phòng bất động sản của bích hải lam thiên cẩm tú gia viễn thì phát hiện mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng trong nơi mở bán cũng không có nhiều người chỉ thỉnh thoảng có vài người thưa thớt nhìn xem mô hình tòa nhà chủ lê nhìn qua rồi quay đầu họ giám đốc nơi này bình thường cũng chỉ có ít khách như vậy thôi à giám đốc buồn thiêu nói thật ra lúc vừa mới mở bán mấy ngày đầu cũng có khá nhiều khách nhưng vì nhân viên trong sảnh của chúng tôi quá ít có rất nhiều người đợi lâu mà không được ai qua tiếp đón nên cuối cùng những người này đều đi hết chủ lê nghe vậy thì gật đầu sau đó cầm la bàn vừa đi vừa quan sát trong sảnh văn phòng nhưng tôi thấy chú Lê vừa đi một bước là tay giám đốc và những cô nhân viên kia lại đi theo sát. Thế là tôi kéo tay giám đốc lại, để ông ta kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra với mấy cô nhân viên kia. Vì giám đốc nghe tôi hỏi như vậy thì mặt mày khổ sở, nói, thật ra chỗ này của chúng tôi, trước khi mở bán chính thức đã làm hoạt động dự bạn trước một tháng, vì muốn hấp dẫn càng nhiều khách hàng tới xem và mua căn hộ ai ngờ hoạt động này vừa làm được hai tuần lễ thì những nhân viên của tôi đều lần lượt xảy ra chuyện người đầu tiên là một cô gái tên trịnh mạng lệ trên đường về nhà sau khi tan làm cô ấy bị một thằng nhóc giao thức ăn đụng phải vốn chỉ bị đụng nhẹ nhưng mắt cá chân của cô ấy lại bị vỡ trong thời gian ngắn không thể hồi phục được trịnh mạng lệ là nhân viên bán cao ốc đã nhiều năm cô ấy là người được ông chủ mời về với mức lương cao nhưng bây giờ bị thương như vậy rồi chắc chắn cô ấy không thể bình phục trước ngày chính thức mở bán được nhưng chẳng ai ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu sau đó lưu viện viện đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh thì bị ngã gãy tay phải tôn thiên đùa giỡn với đồng nghiệp bị đứt dây chằng lưu doanh đi ăn cơm bị bọng nước nóng triệu tỉnh đi dạo phố bị biển quảng cáo rơi trúng đầu chấn thương sọ não tóm lại những cô gái này đều gặp đủ loại tai nạn bất ngờ mà bị thương nếu như một hai người thì có thể nói là trùng hợp nhưng liên tiếp có 7, 8 người cùng bán tòa cao ốc này xuất hiện tai nạn bất ngờ thì không thể dùng chữ trùng hợp để giải thích được nữa. Nghe giám đốc kể lại xong, tôi quay sang nhìn về phía mấy cô gái đi bên cạnh ông ta, phát hiện sắc mặt họ rất khẩn trương. Hiển nhiên họ đều sợ hãi, lo lắng liệu ngày mai tay ách có thể rơi xuống đầu mình hay không. Tôi là người luôn thương hương tiếc ngọc, bây giờ đột nhiên có nhiều cô gái cần tối an ủi như vậy, sao tôi có thể bỏ qua chứ? vì vậy tôi bảo các cô gái đừng đứng nói chuyện những người này đều đi giày cao gót nhìn thấy cũng mệt rồi giám đốc cũng là người tương đối có ánh mắt vừa nghe tôi nói như vậy liền gọi một cô gái xinh đẹp tên lý thư dẫn chúng tôi tới phòng hội nghị dù sao nếu để khách hàng nghe được những chuyện này cũng không hay lắm khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ tôi bèn cười nói với các cô gái trước tiên mọi người không cần sợ hãi chờ lê đại sư xem xong phong thủy nơi này Tôi sẽ bảo ngày ấy cho mỗi người một lá bùa bình an, có thể bảo vệ mọi người trong khoảng thời gian này được đi lại an toàn. Mấy cô gái nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra các cô ấy thật sự rất sợ hãi. Tôi thấy ánh mắt các cô ấy dần buông lỏng, bèn nói tiếp, mọi người thử cẩn thận nhớ lại xem, cái cô gái đầu tiên xảy ra chuyện là Trịnh. Trịnh. Trịnh Mạng Lệ. Một cô gái mắt to nhắc nhở. Tôi vô gáy một cái, đúng đúng đúng, trịnh mạng lệ. Trước khi cô ấy gặp tai nạn, có điều gì đặc biệt xảy ra trong văn phòng bán hàng không? Mấy cô gái nghe xong đều vô cùng nghi hoặc, dường như không hiểu rõ chuyện đặc biệt là chỉ chuyện gì. Lúc này, cô gái xinh đẹp tên Lý Thư lại cười với tôi và nói, "Anh Trương, thật ra thì anh đừng nhìn chỗ này, của chúng tôi là nơi bán căn hộ nho nhỏ, nhưng mỗi ngày ở đây đều diễn ra trăm chuyện nhân gian đấy nhé." Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu chương 1210. Lý Thư nghe tôi hỏi thì vẫn cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt cô ấy có thêm sự cảm khái, đối với người Trung Quốc, nhà ở là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, rất nhiều người định nghĩa nó là nhà. Đại đa số mọi người đều cho rằng ở trong thành phố này, có một căn hộ của riêng mình mới tính là có cái nhà thuộc về mình, nên luôn có những người sẽ phát sinh mâu thuẫn trong chuyện mua nhà này. Ví dụ như ở ngày dự bán đầu tiên đã có một đôi vợ chồng son đến lúc đầu hai người họ rất hào hứng đến xem phòng kết quả lại bởi vì trên giấy tờ nhà không viết tên hai người mà ầm ĩ với nhau còn có một cặp vợ chồng già đưa con trai đến xem phòng bọn họ định bán căn nhà cũ sau đó thêm vào với số tiền tích cấp cả đời để mua một căn lớn hơn ở cùng con trai kết quả con trai lại yêu cầu cha mẹ cho mình đứng tên căn nhà còn một chuyện quá đáng hơn vốn ban đầu là chồng đưa vợ sang đây xem phòng nhưng lần thứ hai lại đưa bồ nhí đến sau đó người vợ còn tới đây làm loạn một trận trách chúng tôi tại sao lại để cô bồ nhí kia đứng tên căn nhà của cô ấy nhưng chúng tôi đâu làm gì được chúng tôi chẳng qua chỉ là nhân viên môi giới trên hợp đồng mua bán biết tên ai hoàn toàn do người mua quyết định cũng chính là chồng của cô ấy tôi thật không ngờ một văn phòng bán căn hộ thôi mà có thể thấy được nhiều mặt ích kỷ của con người như vậy đặc biệt là câu chuyện của cô vợ và bồ nhí kia thật đúng là có thể trở thành tiêu đề của tin tức ngày hôm nay. Thế là tôi tiếp tục hỏi, vậy chuyện đó sau này giải quyết thế nào? Lý thư bất đắc dĩ nhún vai, còn giải quyết thế nào? Chúng tôi chỉ là nhân viên bán hàng, không thể hỏi quan hệ của khách tới mua nhà. Nhưng nghe nói người vợ kia rất thảm, tay chồng lừa gạt cô ấy, nói là chỉ cần hai người ly dị giả thì sau đó mua nhà có thể tiết kiệm một khoản lớn. Thật ra điều kiện nhà bọn họ rất khá nhưng đàn bà mà luôn muốn tiết kiệm vì vậy cô ấy đồng ý giả ly hôn còn đem tất cả tài sản sang tên cho gã đàn ông kia người vợ nghĩ chờ sau khi mua nhà đứng tên mình sẽ cùng chồng tái hôn là được kết quả chồng cô ấy lại mua nhà cho bồ nhí người vợ có thể nói là gà bay trứng vỡ không còn gì nữa cô ấy tới chỗ chúng tôi làm loạn trách chúng tôi đem nhà bán cho cô bồ nhí kia còn bảo chúng tôi trả tiền lại cho cô ấy. Lúc ấy tất cả chúng tôi nghe yêu cầu của cô ấy đều cảm thấy rất buồn cười, nếu không phải do chính bản thân cô ấy không có đầu óc thì sẽ rơi vào kết cục này à. Đừng nói chúng tôi không có quyền trả lại tiền nhà cho cô ấy, cho dù có, ông chủ của chúng tôi cũng sẽ không trả lại, bởi vì chẳng có ai trả lại tiền cho sự ngu xuẩn của cô ấy cả. Lúc này, cô gái khác bên cạnh chen miệng vào, đúng vậy, người vợ đó thật khờ khạo, trên đời này làm gì có cái gọi là giả ly dị? Chỉ cần đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn thì trên phương diện pháp luật bọn họ đã ly hôn thật rồi còn đâu. Sau đó cô ấy còn đến đây một lần nữa lúc cô bồ nhí kia tới ký hợp đồng, chúng tôi trồng chật chật. cái cô bồ nhí kia mặc đồ từ đầu đến chân phải đến hơn hai vạn ấy, còn người vợ kia mặc bộ quần áo chắc chỉ khoảng là hai trăm. đây chính là sự chênh lệch chẳng có người đàn ông có tiền nào thích nhìn vợ mình cả ngày ăn mặc giản tiện nhưng bây giờ có rất nhiều phụ nữ không nhìn ra được đạo lý này đúng vậy anh có biết ngày đó náo động đến mức nào không lúc ấy người vợ muốn đánh bồ dí người đàn ông kia còn che chở cho bồ dí còn nói nào là chúng ta đã ly hôn rồi tôi cặp với ai không khiến cô xen vào tuy tay đàn ông kia rất đáng hận nhưng người vợ đó cũng đáng đời một cô gái trẻ khác nói với vẻ đầy khinh bỉ tôi gật đầu vậy lúc ấy mấy cô gái bị thương kia cũng có mặt ở đó à lý thư suy nghĩ một chút rồi nói lúc đó người vợ kia tới tổng cộng ba lần các cô ấy lần nào cũng đều ở đó hơn nữa người làm thủ tục mua phòng cho người đàn ông và cô bồ nhí kia chính là trịnh mạng lệ còn bọn tiểu lưu tiểu tôn còn tới khuyên can các cô có số điện thoại của người vợ kia không nếu không có vậy thì phương thức liên hệ với gã chồng cặn bã kia cũng được. Tôi hỏi. Lý Thư nghe xong liền cười nói, đương nhiên là có, nhưng cái này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng, cho nên chúng tôi phải xin phép giám đốc đã. Tôi nhún vai nói, được, vậy cô đi đi, tôi chờ ở đây. Trong lúc chờ đợi, tôi lại nghe mấy cô gái kể một vài chuyện Lý Thu phát sinh ở văn phòng bán hàng, đúng là muôn hình muôn vẻ, chuyện gì cũng có nhưng nghe các cô ấy kể nhiều chuyện như vậy mà tôi vẫn cảm thấy náo động nhất là chuyện cô vợ cả chiến với bồ nhí nhưng khi còn chưa xác định được tôi cũng không dám nói liệu vấn đề có nằm ở chuyện này hay không một lát sau lý thư đã mang tới hai bản hợp đồng mua nhà một là của người tên âu dương lệ quyên cũng chính là người vợ cả một phần hợp đồng khác là của một người tên dương bối bối và một người tên hứa cường cùng nhau ký hợp đồng mua căn hộ căn cứ số điện thoại phía trên hợp đồng đầu tiên tôi bấm số của âu dương lệ quyên nhưng số điện thoại đã ngừng sử dụng vì vậy tôi bấm số di động của hứa cường không bao lâu sau thì nghe thấy giọng của một người đàn ông xin chào tôi ân cần nói xin chào xin hỏi anh có phải là anh hứa cường không đúng vậy anh là xin chào anh tôi là nhân viên siêu thị vợ anh là cô âu dương là thành viên vip của chỗ chúng tôi chúng tôi có chương trình tri ân cho hội viên trúc thăm số điện thoại của khách hàng, cô ấy trúng một chiếc máy lau nhà, nhưng số điện thoại mà cô ấy lưu ở chỗ chúng tôi đã ngừng sử dụng, cho nên. Hứa cường thô bạo cắt lời tối, đừng gọi điện cho tôi nữa, chúng tôi đã ly dị rồi. Ồ, vậy xin anh cho chúng tôi phương thức liên lạc với cô ấy được không? Hứa cường thở hỗn hển quát lên, không có cách nào liên hệ cả. Cô ấy chết rồi. Tối cảnh cáo các người đừng gọi cho tôi nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói các người quấy rầy tôi đấy sau khi cúp điện thoại trong lòng tôi hơi nghi ngờ không biết hứa cường nói âu dương lệ quyên đã chết là nói lẫy hay thật nghĩ tới đây tôi bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng hợp và tới nói nhỏ mấy câu vào tay chú lê chú lê nghe xong cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi bây giờ xem ra chỉ còn phải xác nhận nữa thôi nhưng trong tay chúng tôi chỉ có số điện thoại đã ngừng hoạt động của âu dương lệ quyên Ngoài ra không còn những đầu mối khác, cho nên muốn biết cô ấy rốt cuộc còn sống hay đã chết thì phải nhờ Bạch Kiện hỗ trợ mới được. Chương 1211. Sau khi gọi điện cho Bạch Kiện, anh ta vừa nghe tôi nói muốn anh ta tra xem chủ nhân của một số điện thoại đã ngừng hoạt động còn sống hay đã chết, anh ta liên tức giận nói, cũng chỉ có cậu mới dám sai tôi như thế. Tôi cười gian, chúng ta là ai chứ? Mau lên nhé, giờ tôi đang cần gấp. Cuối cùng Bạch Kiện không thể làm gì khác là cấp điện thoại rồi đi ra giúp tôi. Nhưng hiệu suất làm việc của Bạch Kiện đúng là tiêu chuẩn. Không đến 10 phút sau, một phần hồ sơ của Âu Dương Lệ Quyên đã được gửi tới cho tôi. Phần hồ sơ này tương đối hoàn chỉnh, bao gồm cả quá trình từ lúc Âu Dương Lệ Quyên sinh ra cho đến lúc qua đời. Đáng tiếc, kết quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã chết rồi. Căn cứ vào hồ sơ của cảnh sát 110 và những ghi chép về chỉ tiêu của Âu Dương Lệ Quyên, thì hắn là sau lần thứ ba rời khỏi văn phòng bán hàng của Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên, cô ấy đã tự sát. Nhưng khi nhìn thấy ghi chép của cảnh sát 110 thì tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi phát hiện cách Âu Dương Lệ Quyên chết sao lại quen thuộc như thế. Sau khi Âu Dương Lệ Quyên đến làm loạn lần cuối ở chỗ văn phòng bán căn hộ này thì một mình đi thuê phòng ở khách sạn sau đó treo cổ tự tử trong phòng tắm của khách sạn đó đến thời gian trả phòng ngày hôm sau vì mãi không thấy âu dương lệ quyên xuống trả phòng nên sau khi liên hệ với cô ấy mà không được nhân viên khách sạn đã dùng thẻ dự phòng để mở cửa phòng tối đoán người đầu tiên phát hiện thi thể của cô ấy chắc đã rất hoảng sợ có khi sẽ thành ác mộng cả đời bởi theo như những ghi chép của cảnh sát âu dương lệ quyên treo cổ chết trong phòng tắm mà trước khi chết không biết cô ấy đã dùng dụng cụ sắc nhọn gì mà cắt lòng bàn chân mình, khiến máu chảy lên láng. Mặc dù không nhìn thấy tình huống ở hiện trường lúc đó, nhưng sau cách chết này của Âu Dương Lệ Quyên lại giống kiểu chết của mấy đứa trẻ chết ở khu đập chứa nước Long Tuyền vậy. Hơn nữa nhìn thời gian thì có thể thấy, hai vụ cách nhau không đến mấy ngày. Nhìn tình huống của Âu Dương Lệ Quyên, tuy không thể nói tình cảnh của cô ấy giống với ba người nhà họ chút, nhưng cũng tương đối thảm chưa biết chừng lại bị lão quỷ bùi tông lâm kia lừa gạt để hiển tể sinh hồn cũng nên nghĩ tới đây tôi vội đem tình huống này nói với chú lê chú ấy nghe xong mặt trầm xuống có lẽ chú cũng không ngờ lại gặp tiểu sư thúc của mình nhanh như vậy chuyện bây giờ trở nên hơi khó giải quyết bởi vì với năng lực của chúng tôi nếu lại gặp phải bùi tông lâm vậy khỏi phải tính toán nhưng điều đáng ăn mừng bây giờ là những cô gái bị thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng cái này cho thấy Âu Dương Lệ Quyên không muốn lấy mạng của họ. Có thể họ đã nói điều gì khó nghe làm tổn thương tới Âu Dương Lệ Quyên, nên mới bị trừng phạt thôi. Như vậy xem ra, người gặp nguy hiểm nhất chính là cô bồ nhí Dương Bối Bối và gã khốn nạn hứa cường. Đến giờ bọn họ vẫn không sao, có thể là vì cô ấy vẫn chưa xong việc ở bên này. Nghĩ tới đây, tôi bèn nhìn mấy cô gái còn lại. Vừa rồi các cô ấy đều nhắc đến Âu Dương Lệ Quyên với vẻ mặt tràn đầy xem thường chỉ sợ nếu không phải có chúng tôi xuất hiện thì mấy cô gái này cũng đã bị trả thù rồi. Nếu suy đoán của tôi chính xác thì chỉ sợ có cho các cô ấy một lá bùa bình an cũng không hữu dụng. Lúc này, giám đốc nhìn thấy chú Lê mặt hầm hầm thì khẩn trương hỏi, "Lê đại sư, ngài xem chỗ chúng tôi rốt cuộc có thứ gì, vì sao lại có nhiều nhân viên liên tiếp xảy ra chuyện như vậy?" Chú Lê nghe xong bèn thở dài, nói, "Có những chuyện xảy ra đều do miệng lưỡi mà thành." ở nơi này của các anh có video an ninh không? Giám đốc vội vàng gật đầu, có, hơn nữa còn là loại thu được cả giọng nói. Chú Lê nghe vậy vui mừng lắm, vậy thì tốt. Bây giờ anh mang toàn bộ những đoạn video có liên quan đến một người tên là Âu Dương Lệ Nguyên tới đây. Tôi muốn xem rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Giám đốc hơi sững sốt, theo ngài thì người phụ nữ kia có liên quan đến chuyện của đám tiểu trịnh. Tôi thấy giám đốc không tin tưởng, nên trầm giọng nói, tôi vừa điều tra, người phụ nữ kia đã tự tử sau lần cuối cùng đến đây làm loạn. Giám đốc nghe xong lập tức mặt tái xanh, tôi nhìn thần sắc ông ta là biết, chắc thằng cha này cũng từng nói những lời khó nghe, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Sau đó giám đốc hoảng sợ đưa cho chúng tôi xem video ba lần Âu Dương Lệ Quyên tới đây. Đoạn thứ nhất, Âu Dương Lệ Quyên đi cùng hứa cường, khi đó nhìn vẻ mặt hai người rất bình thường, dĩ nhiên chủ yếu là vì khi đó Âu Dương Lệ Quyên chưa biết gì cả. Thế nhưng ở đoạn thứ hai, chuyện xảy ra biến hóa, lúc đó Âu Dương Lệ Quyên mặt tái nhật đi tới văn phòng, yêu cầu Trịnh Mạng Lệ lần trước đã tiếp mình đem hợp đồng mua căn hộ ra kiểm tra. Lúc đầu Trịnh Mạng Lệ còn rất uyển chuyển, cũng không trực tiếp nói cho cô ấy biết là đã thay đổi thông tin người mua. Nhưng trong lòng Âu Dương Lệ Quyên đã bắt đầu nghi ngờ, cho nên nhất quyết kiên trì muốn xem hợp đồng cuối cùng trịnh mạng lệ không còn cách nào khác đành phải nói cho cô ấy biết cô ấy không còn quyền kiểm tra hợp đồng nữa bởi vì cô ấy không phải là người mua nữa rồi âu dương lệ quyên cả giận sau đó lấy ra bản hợp đồng dự bán do mình cầm và quăng vào mặt trịnh mạng lệ đây là hợp đồng ban đầu đã ký sao thứ này bây giờ không còn giá trị gì ư trịnh mạng lệ bị cô ấy làm cho tức xanh cả mặt khóe miệng câu quắp mãi mới bình tĩnh nói với âu dương lệ quyên phản hợp đồng này đúng là có giá trị. Nhưng chị đừng quên chị đã ký một phần hợp đồng ủy thác, ủy thác cho anh hứa cường toàn quyền xử lý chuyên mua bán này. Âu Dương Lệ Nguyên tức giận nói, sau đó thì sao? Căn hộ này không phải là của tôi đúng không? Lúc này, trên mặt Trịnh Mạng Lệ đã xuất hiện loại cười trên sự đau khổ của người khác. Cô ấy nói bằng giọng vô cùng quan cách, đúng vậy. Chính vì chị đã ủy thác toàn quyền cho anh hứa cường, cho nên sau đó anh ấy đã ký một hợp đồng thay đổi người mua căn hộ với chúng tôi. Chị Âu Dương, nếu chị thấy trong chuyện này có vấn đề gì thì người chị cần đi tìm là anh Hứa Cường, chứ không phải là chúng tôi. Nói trắng ra chúng tôi cũng chỉ là người làm công, người bỏ tiền mua căn hộ muốn ghi tên ai trên giấy tờ. Đó là quyền tự do của anh ta, chúng tôi không có quyền can thiệp. Âu Dương Lệ Quyên thở hỗn hển, xé bỏ bản hợp đồng đã ký ban đầu khi đó sở dĩ cô ấy ký bản ủy thác kia, hoàn toàn là vì trên pháp luật, cô ấy đã ly dị với hứa cường, mà chính cô ấy không muốn chạy đi chạy lại giải quyết chuyện mua nhà, cho nên mới ký ủy thác, để chồng đứng ra xử lý mọi chuyện. Chương 1212 Thế nhưng Âu Dương Lệ Quyên lại không nghĩ vấn đề nằm ở bản hợp đồng ủy thác này. Cuối cùng Âu Dương Lệ Quyên đến chỗ văn phòng bán căn hộ lần cuối không biết cô ấy thăm dò được từ chỗ nào là hứa cường sẽ mang bồ nhí đến ký hợp đồng mua nhà chính thức, cho nên lúc này mới hấp tấp chạy đến, muốn tìm cặp đôi khốn nạn này tranh luận. Âu Dương Lệ Quyên không ngờ rằng lúc cô ấy bị chọc giận muốn đánh Dương Bối Bối thì hứa cường lại che chở cho Dương Bối Bối mà xô đẩy cô ấy. Hiện trường lúc đó lập tức hỗn loạn, Âu Dương Lệ Quyên gào khóc tố mình bị giật chồng. Từ trong video có thể thấy lúc đó có một số khách xem nhà ở đây cũng quên mất mình đến làm gì tất cả đều vây xung quanh ba người họ nhìn xem vụ náo loạn đáng xấu hổ này sau đó giám đốc quản lý phòng giao dịch sợ có chuyện xảy ra ở đây mình lại phải chịu trách nhiệm cho nên để mấy nhân viên đi ra thuyết phục hai bên khuyên mọi người về nhà giải quyết chỗ chúng tôi còn phải tiếp tục buôn bán hứa cường đương nhiên không muốn tiếp tục mất mặt ở chỗ này nữa cho nên không nói thêm gì dẫn dương bối bối rời đi nhưng âu dương lệ quyên nhất định giữ bọn họ lại vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi đúng lúc này trịnh mạng lệ dẫn theo vài đồng nghiệp đến ngăn cản âu dương lệ quyên không ngừng khuyến cô ấy bình tĩnh lại cũng chính vì mấy người này cản đường mà hứa cường mới tranh thủ đi khỏi đó với dương bối bối âu dương lệ quyên nhìn thấy hai người kia đã rời đi trong lòng biết tất cả hy vọng đã không còn cô ấy lạnh lùng nói với mấy cô gái môi giới bán nhà đã ngăn mình lại các người có mắt mọc ở trên mông à, chỉ biết đến tiền thôi. Được, được lắm. Nói xong cô ấy xoay người bỏ đi mà không quay đầu lại. Trong video có thể thấy lúc đó ánh mắt Âu Dương Lệ Quyên vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng không đến mức muốn đi tự tử, cho nên nhất định là sau đó cô ấy đã gặp người nào mới manh động muốn tự tử. Nhưng hiện giờ tôi không nhìn thấy thi thể của Âu Dương Lệ Quyên, nên khó mà xác định chuyện này rốt cuộc có liên quan đến Bùi Tông Lâm hay không. Tôi gọi điện cho Bạch Kiện, nhờ anh ấy xem biên bản báo cáo cái chết của Âu Dương Lệ Quyên rồi xác nhận dưới chân của cô ấy có vẻ đồ án giống như Lý Kiến hay không. Bạch Kiện vừa nghe nói vụ án này có khả năng liên quan đến bản án của Lý Kiến, ngay lập tức kêu người mang báo cáo tử vong của Âu Dương Lệ Quyên đến. Tôi còn không quên dặn dò, trước khi mọi chuyện được xác định, tuyệt đối đừng để lộ, tốt nhất là có thể mau chóng cho tôi xem thi thể của Âu Dương Lệ Quyên bạch kiền nói với tôi hiện giờ đã không có khả năng nhìn thấy thi thể của âu dương lệ quyên nữa rồi tôi nghe thể thì giật mình hỏi tức là sao chẳng lẽ thi thể đã bị hỏa táng bạch kiền bất đắc dĩ nói ừ cha mẹ âu dương lệ quyên đã qua đời lúc đó là một người anh của cô ấy ký tên hỏa táng thi thể tôi nghe mà mắt trợn tròn bây giờ không nhìn thấy thi thể của Âu Dương Lệ Quyên thì không cách nào xác định được việc này có liên quan với Bùi Tông Lâm hay không. Sau khi dập máy, chú Lê lo lắng những cô gái còn lại sẽ gặp chuyện. Thể là chú bảo tay giám đốc sắp xếp cho mọi người đều ở lại đến tối, trước tiên làm phép phòng chuyện xấu cho các cô ấy. Đương nhiên trên thực tế là chúng tôi muốn xem trên thân thể của họ có dính phải thứ gì bẩn thiểu hay không. Vì phòng ngừa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trước khi trời tối, tất cả mọi người ở đây tập trung lại ở sảnh lớn cho an toàn. Mặc dù người không thể ra ngoài, nhưng cơm vẫn phải ăn, giám đốc tranh thủ thời gian gọi đồ ăn bên ngoài. Sau khi ăn tối xong, mấy cô gái tập trung một chỗ chơi điện thoại, còn ba người chúng tôi cẩn thận quan sát tình huống trong sảnh lớn của tòa nhà. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút mà không thấy có tình huống gì thường gì xuất hiện. Cuối cùng vì quá nhàm chán, tôi bắt đầu tán gẫu cùng mấy người Lý Thư kết quả làm tôi bất ngờ khi nói không lại mấy cô ấy cô nào cũng nói rất giỏi nếu mà bật hết hỏa lực thì chắc phải nói chết tôi mất ai ngờ trong lúc mấy người chúng tôi đang nói chuyện quên cả trời đất tự nhiên thấy chú lê không ngừng nháy mắt với tôi trong nhất thời tôi không rõ đây là ý gì thầm nghĩ mình chỉ là nói chuyện với mấy cô gái thôi mà chẳng lẽ nói chuyện cũng có thể mang đến vận đào hoa à nhưng rất nhanh tôi phát hiện không chỉ là chú lê ngay cả Đinh Nhất cũng bắt đầu nháy mắt với mình. Thế là tôi định quay đầu nói với mấy người Lý Thư là mình muốn tìm chú Lê bàn bạc vài chuyện. Đúng lúc đó tôi lại vô tình nhìn thấy trên tấm kính pha lê trang trí trên tường phản chiếu mấy cái bóng. Tôi lập tức đứng vững tại chỗ. Chỉ thấy bên trong tấm kính pha lê đó đều có đến hai cái bóng của mấy người Lý Thư. Một cái chính là mấy cô ấy. Một cái khác nhìn dáng người và kiểu tóc, thấy thế nào cũng giống như Âu Dương Lệ Quyên. Tôi ngây ra, tình huống này là thế nào. Kể cả có bị âm hồn của Âu Dương Lệ Quyên quấn lấy, thì cũng không thể nào mỗi người đều có một cái chứ. Chẳng nhẽ hồn phách của Âu Dương Lệ Quyên biết thuật phân thân. Vì tạm thời không kinh động đến mấy người lý thư, tôi vẫn giữ bình tĩnh và nói, tôi thấy hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều. Mấy cô ngồi đây một lát, tôi đi qua trao đổi với Lê Đại Sư một chút xem làm thế nào để làm phép phòng chuyện xấu cho mấy cô. Đi đến phía sau chú Lê, tôi phàn nàng bọn chú đã nhìn ra sao không gọi cháu sớm một chút. Chú lễ nghe thế thì tức giận, chú cũng muốn gọi, nhưng cháu phải quay mặt về phía này mới được chứ. Vừa rồi chú nhìn chầm chầm cháu một lúc, ấy vậy mà mắt của cháu cứ dán vào cô gái xinh đẹp bên cạnh. Mà chú hỏi này, không phải cháu thích mấy cô bé l lờ ô lờ dáng người nhỏ nhắn à? Tại sao bây giờ lại hứng thú với loại ngựa biển này? Cháu thay đổi khẩu vị à? tôi bị cái lão già mà không đúng đắn này trêu đến mặt đỏ tía tai đừng nói lung tung sao chú già rồi mà vẫn không đúng đắn thể hiểu biết nhiều nhỉ cái gì mà lo y rồi ngựa biển nhanh nói chuyện chính đi tình huống này là thể nào ạ à? sao cái bóng trên người mấy cô ấy đều là âu dương lệ quyên hết chú lê trầm giọng nói âu dương lệ quyên bị người ta phân hồn cho nên mấy cô gái trước đó mới chỉ bị vết thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không với oán khí hiện giờ của Âu Dương Lệ Quyên thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nói như thế thì bên người hứa cường cùng bồ nhí của anh ta cũng có một phần hồn của Âu Dương Lệ Quyên đi theo hả? Chủ Lê nghĩ một lúc rồi nói, không, nếu như chú không đoán sai, những phân hồn này sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình xong, sẽ một lần nữa hợp thành một âm hồn hoàn chỉnh, trở lại bên cạnh người mà cô ta hận nhất. Chương 1213 nguyên văn là nộ kỳ bất tranh trong câu ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh đây là danh ngôn của lộ tấn từ cuốn tiểu thuyết khổng ác kỷ ai kỳ bất hạnh nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bị ai nộ kỳ bất tranh là nói đến ai đó không đám tranh đấu hèn nhát mà cảm thấy phần nộ và tiếc nuối tôi nghe chú lê nói thế bèn ngẩng đầu nhìn vào từng cái bóng của âu dương lệ quyên trong tấm kính pha lê trong lòng không nhịn được mà rùng mình một cái, sau đó tôi nói với chú Lê, y của chú là, cuối cùng trở lại bên người Hứa Cường và Dương Bối Bối rất có thể là một lệ quỷ vô cùng nguy hiểm. Có thể là vậy. Chú Lê nhún vai. Tôi nghĩ thầm trong lòng, nếu Hứa Cường và Dương Bối Bối là hai người lương thiện thì có lẽ tôi còn cân nhắc mạo hiểm cứu bọn họ, nhưng bây giờ người chết dưới tay Bùi Tông Lâm đều là người trong lòng chứa ác niệm, cũng đã làm chuyện xấu nếu nghĩ như vậy thì bọn họ chết cũng không oan chú lê thấy tôi vẫn đang nhìn mấy cô gái đó thì khẽ đẩy tôi một cái phấn hồn trên người những cô gái này không khó tiêu trừ nhưng vấn đề là sau khi loại bỏ chúng thì có chút khó giải quyết nếu như thu những phân hồn này của âu dương lệ quyên chắc chắn bùi tông lâm sẽ tìm tới cửa nhưng nếu bỏ mặt không quan tâm thì chỉ sợ hứa cường và dương bối bối không sống qua nỗi đêm nay Tôi nói với vẻ khó khăn, đúng là khó chọn, mặc dù những gì mà hứa cường và dương bối bối làm về mặt đạo đức thật đáng khinh. Thế nhưng, dù sao cũng là hai mạng người, cứu hay không thật là khó mà lựa chọn. Hai người chúng tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên trục xuất phân hồn trên người mấy cô gái rồi tính tiếp. Đến lúc đó để chú Lê nghĩ biện pháp vây khốn hồn phách Âu Dương Lệ Quyên vài phút, hy vọng có thể siêu độ cô ấy làm như vậy mặc dù không chắc sẽ thành công nhưng cũng coi như đã cố gắng hết sức về phần hứa cường và dương bối bối cuối cùng có thể tránh được một kiếp này hay không vậy phải xem ý trời sau đó chú lê tập trung mấy cô gái đến một chỗ dùng vải đỏ bịt kính mắt bọn họ đồng thời dặn dò lát nữa bất kể có âm thanh gì đều không được tháo vải xuống thật ra ngay từ đầu tôi muốn mấy cô ấy nhắm mắt lại là được rồi nhưng chú lê lại nói mấy người họ còn trẻ định lực còn kém. Nếu như bởi vì sợ hãi trong lúc chúng ta siêu độ Âu Dương Lệ Quyên mà mở mắt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị lệ quỷ Âu Dương Lệ Quyên nhập vào người, vậy thì phiền phức lớn. Tôi nghĩ cũng đúng, thế là cuối cùng đổi thành vải đỏ che mắt, bởi vì nếu trong trường hợp các cô ấy vì sợ quá mà mở mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy vải đỏ trước mặt mà không phải dáng vẻ ác quỷ của Âu Dương Lệ Quyên. Lúc đầu mấy cô gái này còn tỏ ra hưng phấn, nhưng theo tiếng rung chuông chiêu hồn của chú lê nhiệt độ xung quanh bắt đầu từ từ giảm xuống các cô gái cũng bắt đầu hơi sợ hãi trước đó cái bóng bên người các cô cũng chỉ mờ mờ nhưng theo tiếng rung chuông của chú lê từng cái hợp vào một chỗ một người phụ nữ để trần nửa người xuất hiện trước mặt chúng tôi nữ quỷ treo cổ tôi đã từng thấy nhưng có bộ mặt bình tĩnh như âu dương lệ quyên lại không nhiều có lẽ do trước khi chết cô ấy đã đạt được giao dịch nào đó với bùi tông lâm cho nên coi như hoàn thành tâm nguyện mà chết nhưng khi cô ấy nhìn thấy mấy cô gái được vải đỏ che mắt liền nói với vẻ thê lương tại sao phải cứu mấy người bọn họ tôi chỉ cho họ một chút trừng phạt nhỏ mà cũng không được sao vì sao mấy người giúp kẻ xấu mà không giúp tôi chú lê thấy cảm xúc âu dương lệ quyên đột nhiên thay đổi bèn lớn tiếng an ủi ai mà không phạm sai lầm không thể bởi vì bọn họ làm ra một việc sai lầm không thể dự đoán kết quả mà muốn các cô ấy phải nhận trừng phạt nghiêm trọng gấp bội vậy tôi thì đáng chết hay sao nửa đời trước tôi gian nan khổ cực bớt ăn bớt mặt vất vả lắm mới có cuộc sống tốt hơn như hiện tại lại bị người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi từ bỏ tôi không cam lòng tôi không cam lòng bọn họ phải chết tất cả đều phải chết khuôn mặt âu dương lệ quyên đột nhiên vặn vẹo chú lê nói với vẻ bất đắc dĩ âu dương lệ quyên làm hại tuổi thọ của người khác thì không thể chuyển thể đầu thai ân oán đời này sẽ có đời sau để hoàn lại cô bây giờ bị người ta lợi dụng mà hiện ra sinh hồn của bản thân có đáng giá hay không thần trí âu dương lệ quyên đang từ từ khôi phục khi cô ấy nhìn về phía chúng tôi trên mặt lại hiện ra một nụ cười buồn thảm sống trong thống khổ không bằng chết cho xong hết mọi chuyện như vậy có thể kéo theo đối gian phu dâm phụ đó cùng xuống địa ngục tôi thở dài nói Cô vì sai lầm của người khác mà phải trả giá tính mạng của mình, đây không phải là ngốc hay sao? Cho dù người đàn ông này không yêu cô, cô cũng không cần thiết phải kéo theo hắn ta cùng chết chứ, cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn so với tình yêu mà. Không còn gì hết, vì người đàn ông này tôi đã không còn gì hết. 22 tuổi tôi lấy hắn ta, cha mẹ tôi hết sức phản đối, tôi ngây thơ cho là lúc đó bọn họ chế hắn nghèo, không có gì trong tay vì có thể gả cho hắn tôi cắt đứt liên hệ với gia đình mình ngoại trừ lúc bố mẹ qua đời có trở về một lần còn lại đều không gặp gỡ nhưng bây giờ nghĩ lại cha mẹ tôi năm đó cực lực phản đối không phải bởi vì hắn nghèo khó mà là trên người hắn có một loại nghèo khó từ tinh thần nghèo từ trong bản chất kết hồn nhiều năm như thể tôi phát hiện mình cũng đã thay đổi cũng trở nên nghèo khó về tinh thần tôi tiết kiệm ăn mặc để dành tiền mua nhà thậm chí băng vệ sinh hơi đắt cũng không nỡ dùng, vì để sớm có ngày được sống một cuộc sống tốt, không phải chịu những ánh mắt khinh thường nữa. Nhưng cuối cùng tôi đổi lấy cái gì? Tiền tôi không nỡ tiêu thì hắn xài cho người đàn bà khác, tôi cực khổ dành dụm hắn lại mang ra mua nhà cho con đàn bà khác. Đáng hận nhất là người đàn ông đó đến cuối vẫn đang lừa dối tôi, tại vì sao hắn để tôi vui vẻ đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? chẳng lẽ tôi đối với hắn không tốt? Tôi đã vì hắn mà làm một đứa con gái bất hiếu, tôi vì hắn mà đến giờ vẫn chưa có con, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì mà hắn đối xử với tôi như vậy. Tôi nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu cái gì là người đáng thương nhất định cũng có chỗ đáng hận, thế là tôi bực mình nói, có sai ở chỗ cô làm mọi thứ đều vì hắn. Cô cho rằng nỗ lực thì nhất định sẽ được báo đáp hay sao? Cô sai rồi. Trong thế giới tình cảm, bất kể là nam hay nữ, người bỏ ra nhiều nhất luôn là người dễ bị tổn thương nhất cha mẹ của cô chắc chắn là người yêu cô nhất trên đời bọn họ đã sớm nhận ra người đàn ông này không đáng tin họ không yên lòng cô đi theo hắn nên mới hết sức phản đối cho dù bị tình yêu làm cho mù quáng cô cũng không thể đánh mất bản thân mình triệt để như vậy chứ